Vâng, à, xin chào toàn thể tất cả các bạn. Chúng ta đã cùng quay trở lại trong à, video của buổi tối ngày hôm nay. Đó là vị trí ngày thứ bảy, à ngày 14 tháng 12 năm 2024. Một lời nói đầu tiên trong video buổi tối ngày hôm nay cho phép admin của Seno à, cầu Lô Vàng à, 24 giờ à, xin được lời chào và lời chúc sức khỏe đến à, tất cả cô chú và tất cả các bạn. Và cũng như chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ có một buổi tối cuối tuần. Đấy, chúng ta sẽ có thật nhiều những cái niềm vui, à, những cái sự hạnh phúc bên gia đình cũng như đó là người thân yêu của tất cả mọi người chúng ta và quay trở lại trong video buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng điểm qua bảng kết quả của vị trí ngày thứ bảy ngày 14 tháng 11 ngày 14 tháng 12 năm 2024 phải không ạ và hướng đến cho vị trí ngày mai đó là vị trí ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ cùng hướng đến những đường cầu và những con số như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong video của buổi tối ngày hôm nay và hiện tại thì khung giờ cho tất cả chúng ta đó là 18 giờ 58 phút nhé đấy buổi tối của vị trí ngày thứ bảy cuối tuần và ngày hôm nay thì đặc biệt về cho tất cả mọi người chúng ta với dạng năm số 74078 đi tâm càng không đó 7 đu 8 thể hiện tổng đề đó là tổng đề 05 trả về cho tất cả chúng ta đó là bộ đề 23 trong vị trí ngày hôm nay đấy ngày hôm qua thì đề 68 đấy à, đầu 6 đúng không ạ đấy đuôi 8 thì ngày hôm nay thì đầu 7 đuôi 8 đấy nó có một cái sự uh, uh trùng lặp ở đây đấy, nó chỉ khác cho tất cả mọi người chúng ta một chút về uh, hàng vạn 6 và trục 6 đấy thì ngày hôm nay về hàng vạn 7 và trục 7 dự nguyên cho tất cả mọi người chúng ta với con số hàng nghìn 4 khác thì có tầm càng thôi Đấy. Và ngày hôm nay thì đề 78 nhá, thì cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả những cô chú anh em. Đấy chúng ta đã có sự may mắn đặc biệt ngày hôm nay với bạch thủ đề 78. Và điểm một chút vị trí đồ lô tô thì ngày hôm nay cũng khá là cân đối cho tất cả mọi người chúng ta so với ngày hôm qua phải không ạ? Đấy thì ngày hôm nay thì rực sự cho tất cả mọi người chúng ta nó bạch thủ lô 91, nổ X3. Và cầu hai nháy thì ngày hôm nay thì chúng ta có lô đó là 28. Đấy. Và một lần nữa cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả những cô chú anh em. Và chúng ta đã có những cái sự may mắn và chúng ta đã có cái niềm vui chiến thắng ngày hôm nay và đối với những anh chị em mà chúng ta chưa có cái sự may mắn đấy thì không sao cả chúng ta sẽ cùng chờ đợi và chúng ta hy vọng ngày mai đó là vị trí ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ rực rỡ tưng bừng đấy chúng ta chơi lô thắng lô và chơi đều đủ đề nhá và ngày hôm qua thì trên video thì mình có chia sẻ đến cho tất cả cô chú và tất cả các bạn chúng ta tham khảo về cái đường cầu đánh cho tất cả ngày thứ bảy hàng tuần với cầu sáu đấy thì ngày hôm nay thì không mang lại đó là cái sự may mắn cho tất cả mọi người chúng ta cũng khá là đáng tiếc đấy nhưng không sao cả lô đề thắng thua thì chắc chắn nó phải xảy ra thôi đúng không ạ nhiều khi cầu đẹp thì chúng ta có thể nhìn nhận thực tế nhưng mà tỷ lệ may mắn của tất cả mọi người thì chúng ta cũng cần phải dựa vào thôi đấy và ngày hôm nay thì xin được chia buồn đến tất cả những anh em mà chúng ta hiện tại đang theo dõi video và chúng ta đã có chung một tính kết với lô 6776 đấy chúng ta đã không mang lại đó là cái sự may mắn và lấy được cái niềm vui ngày hôm nay và ngày mai thì vị trí đó là ngày à, à, chủ nhật đúng không ạ đấy thì tiếp tục chúng ta sẽ áp dụng thực tế đó là nhìn nhận lại cái bảng thống kê của tất cả các vị trí ngày chủ nhật liệu rằng thì ngày mai thì chúng ta sẽ hướng đến cặp số nào đó là một cặp số tỷ lệ nhiều nhất cho tất cả mọi người chúng ta Đấy, thì trên video của channel Colo vàng của sẽ chia sẻ và cập nhật gửi gắm đến cho tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng giao lưu và tham khảo nhé và mọi người chúng ta theo dõi video thì đừng quên ủng hộ cho video đó là những lời đăng ký kênh nhấn like và những lời chia sẻ và chúng ta đừng quên để lại những cái comment của tất cả mọi người chúng ta ở phần bình luận phía dưới nhé đấy và quay trở lại với cầu keo đấy thì ngày mai thì với vị trí thống kê của ngày đó là à, ngày chủ nhật hàng tuần thì chúng ta sẽ cùng hướng đến một vị trí đường cầu. Thì mình cũng sẽ chia sẻ cụ thể cho tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhìn nhận thực tế như sau nhá. Và đường cầu này thì chúng ta sẽ nhìn nhận với một biên độ chạy cũng khá là dài. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu từ vị trí ngày 10 tháng 11 à, năm 2024. Đấy chúng ta sẽ à, à, hướng đến theo cái đường cầu để chúng ta sẽ có một cái sự dẫn dắt và chúng ta sẽ à, có một cái hướng cho vị trí của ngày mai, phải không ạ? Đấy thì đường cầu này thì chúng ta sẽ lấy ở vị trí ngày chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024 nhá. Và vị trí đường cầu thể hiện thì đầu tiên, mọi người chúng ta hãy lấy ở cái vị trí giải 3, đó là giải 3.1 với con số đầu vào. Và chúng ta sẽ kết hợp với vị trí đó là con số ở vị trí giải 4, đó là giải 4.3 với con số hàng chục đó là chục 8, đúng không ạ? Vậy thì 3 và 8 thì nó thể hiện tất cả mọi người chúng ta đó là cầu 3883. Đấy, từ vị trí ngày chủ nhật đó là ngày 10 tháng 11 năm 2024. Vậy thì kết quả cho tất cả chúng ta trong vị trí ngày chủ nhật của tuần sau tức đó là ngày 17 tháng 11 năm 2024 thì với đường cầu 3883 thì như tất cả cô chú và tất cả các bạn chúng ta cũng có thể hình dung thấy đúng không ạ đó là cầu 3883 sẽ nổi cho tất cả mọi người chúng ta đó là lô 83 thể hiện ở vị trí uh, giải 3 nó sẽ 3.5 cho bảng trả thường đấy và tiếp theo thì chúng ta sẽ có uh, 070 theo đường cầu này vậy thì ngày chủ nhật kế tiếp đó là tuần sau đó là ngày 24 tháng 11 thì như tất cả các bạn của chú anh em chúng ta có thể thấy thì lô 07 đấy thì nó nổ cho chúng ta đó là x2 ở vị trí ngày chủ nhật đấy, và tiếp theo thì sau khi chúng ta đã chiến thắng x2 thì tiếp theo chúng ta sẽ đánh tiếp tục vào cầu 23 và 32 đấy chúng ta sẽ tiếp tục xác nhận cho vị trí tuần kế tiếp đó là ngày chủ nhật tiếp tục cho tất cả chúng ta trong vị trí ngày mùng 1 tháng 12 của năm 2024 với đường cầu 2332 đấy nó có mặt cho tất cả mọi người chúng ta đó là lô 23 đúng không ạ và tiếp theo thì chúng ta sẽ hướng đến cầu 26 và 62 Tiếp tục cho vị trí ngày Chủ nhật kế tiếp Và trên bảng kết quả của vị trí ngày mùng 8 tháng 12 thì với đường cầu 2662 Thì như tất cả các bạn chúng ta có thể thấy thì với lô 26 Đấy thì nó cũng đã có mặt trên bảng kết quả của vị trí ngày Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 12 năm 2024 Vậy thì ngày mai theo đường cầu này chúng ta sẽ hướng đến cặp cầu 57 và 75 Đấy chia sẻ và gửi gắm đến cho tất cả cô chú và tất cả các bạn Hiện tại chúng ta đang đam mê về đường cầu lô tô nhá Đây thì chúng ta có thể nói rằng đây là một cái phương pháp cầu đó là áp dụng đánh cho tất cả các ngày chủ nhật trong tuần Đấy ngày mai chúng ta sẽ hướng đến cặp cầu 57 và 75 cho vị trí ngày 15 tháng 12 năm 2024 tức là ngày chủ nhật nhá Và quay trở lại với cái đường cầu đó là bạch thủ lô thì Đấy là vị trí đường cầu mà tất cả mọi người chúng ta có thể đó là đang có một cái sự quan tâm Đấy. Thì nhân tiện đây thì mình cũng sẽ chia sẻ một chút cho tất cả cô chú và tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhìn nhận về một cái đường cầu áp dụng đánh vào cầu bạch thủ lô nhá. Đấy liệu rằng thì theo đường cầu thì chúng ta sẽ đánh vào bạch thủ lô đó là 57 hay là 75 thì đấy là vấn đề mà tất cả mọi người chúng ta có thể đó là đang có người chấm hỏi. Thì theo đường cầu này thì tất cả cô chú và các bạn chúng ta sẽ áp dụng ở vị trí giải 5.1 với con số hàng trăm một nhá. Chúng ta sẽ kết hợp với con số ở vị trí giải 5.6 với con số đầu vào đó đầu vào 7. Vậy thì một kết hợp 7 theo đường cầu này chúng ta sẽ dẫn dắt để đưa về đó là cầu bạch thủ. Đường cầu này đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng đó là cầu bạch thủ lô một số 17 để đánh cho vị trí của ngày hôm sau. Đó là vị trí của ngày 12 tháng 12 năm 2024. Thì trên cái bảng trả thưởng thì mọi người chúng ta có thể thấy thì chúng ta đánh vào bạch thủ lô một số 17. Đấy thì nó có mặt trên bảng kết quả nó nổ ở vị trí giải năm đó là 5.4. Và tiếp theo đường cầu thì chúng ta sẽ lấy tiếp tục đó là cầu 19 đó là bạch thủ lô một số để đánh tiếp tục cho ngày hôm sau. Tức là ngày 13 thì đến cái bảng kết quả thì với bạch thủ lô 19 để thì nó không dừng lại nó là một nháy. Đấy nó nổi cho tất cả chúng ta đó là à, 2x cho vị trí ngày 13 tháng 12 theo đường cầu. Đấy. Và tiếp theo thì à, à, chúng ta sẽ tiếp tục vào đường cầu bạch thủ đó là bạch thủ 05 để chúng ta tiếp tục đánh cho vị trí ngày kế tiếp đó là ngày 14 tháng 12 năm 2024. Thì trên cái bảng kết quả thì với lô 05 đấy thì ngày hôm nay thì nó cũng có mặt trên bảng trả thưởng cho tất cả mọi người chúng ta trong vị trí đó là ngày thứ bảy. Vậy theo đường cầu này thì ngày mai chúng ta sẽ hướng đến đường cầu bạch thủ lô một số đó là 57 chúng ta đã áp dụng đó là hai vị trí đường cầu đầu tiên chúng ta đã áp dụng theo phương pháp đó là đánh theo thứ đó là ngày chủ nhật với cặp cầu 5775 và đây là một cái đường cầu chúng ta sẽ áp dụng để đánh với bạch thủ đấy thì tất cả cô chú và các bạn chúng ta có thể đó là có cái sự cân nhắc và chúng ta sẽ giao lưu và tham khảo cho vị trí ngày mai nhá đấy ngày mai chúng ta sẽ hướng đến bạch thủ lô một số 57 và đường cầu khung nuôi thì ngày hôm nay với cầu 8998 thì chúng ta chưa gặt hái được đó là cái sự may mắn đấy thì ngày mai chúng ta xác định đó là không ngày cuối cùng đấy thì đối với tất cả cô chú và tất cả các bạn chúng ta hiện tại chúng ta đang theo dõi video thì chúng ta có thể cân nhắc một chút đấy ngày hôm nay không về thì ngày thứ hai tức ngày mai chúng ta xác định đó là khung ngày cuối cùng đấy và như vậy là xong video buổi tối ngày hôm nay thì đấy là những con số và những đường cầu mang tính chất giao lưu và giải trí chia sẻ đến cho tất cả cô chú và tất cả các bạn chúng ta giao lưu và một lần nữa thì trước khi kết thúc video thì cũng hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ có những sự tương tác chúng ta theo dõi video đừng quên đó ủng hộ cho kênh một lần đăng ký kênh đừng quên like đừng quên chia sẻ và đừng quên để lại những cái comment bình luận của tất cả mọi người chúng ta ở phần bình luận phía dưới nhá vâng một lần nữa xin được lời cảm ơn và kết thúc video xin lời chào và chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ có một kết quả rực rỡ ngày mai chúng ta chơi lô thắng lô chơi đề nổ đề đấy xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người chúng ta sau vị trí ngày mai nhá